Xin đến chào quý khán giả đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Chúng tôi xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, cựu tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết, nước này đã thành lập một đơn vị tình báo có nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động của viện tình báo và chiến dịch đặc biệt Israel Mossad Tuy nhiên, giới chức Iran năm 2021 phát hiện chỉ huy đơn vị phản gián này lại là điệp viên của Mossad. 20 sĩ quan khác trong đơn vị cũng là điệp viên của Mossad và đã đánh cắp tài liệu liên quan chương trình hạt nhân Iran vào năm 2018, cũng như tham gia ám sát nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tại Iran. Theo cựu tổng thống Ahmadinejad, Israel đã tổ chức các hoạt động tình báo phức tạp bên trong Iran. Họ có thể dễ dàng thu thập thông tin bởi lãnh đạo đơn vị phản gián có nhiệm vụ đối phó Israel lại phục vụ tình báo nước này. Ông Ahmadinejad nói, giới chức Iran, Iran chưa bình luận về thông tin mà cựu tổng thống Ahmadinejad đưa ra. Iran nhiều lần tuyên bố ngăn chặn hoạt động của Mossad tại nước này, song nhiều bên bày tỏ hoài nghi tính xác thực. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tháng trước cho biết, giới chức bắt 12 người bị nghi làm gián điệp cho Israel và lên kế hoạch tiến hành hoạt động gây bất ổn cho an ninh nước này. Ông Ahmadinejad, giữ chức tổng thống Iran năm 2005 đến năm 2013, là thành viên hội đồng cố vấn do lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bổ nhiệm kế nhiệm ông Ahmadinejad là Hassan Rouhani, người giữ chức tổng thống Iran năm 2013 đến năm 2021. Ali Yoneshi, cựu bộ trưởng tình báo từng là cố vấn của cựu tổng thống Rouhani năm 2022 thừa nhận, Mossad trong 10 năm qua xâm nhập vào các cơ quan chính phủ Iran nhiều đến mức tất cả quan chức cấp cao đều lo ngại cho tính mạng của họ. Mossad được thành lập tháng 12 năm 1949 là một trong các cơ quan tình báo mạnh nhất của Israel. Ngân sách hàng năm của Mossad được ước tính là khoảng 2,73 tỷ Mỹ Kim, với biên chế khoảng 7.000 nhân viên. Cơ quan này chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo, triển khai hoạt động bí mật và chống khủng bố, chỉ báo cáo trực tiếp cho Thủ tướng Israel. Trong vụ xâm nhập vào tháng 1 năm 2018, các đặc vụ Mossad đã chuyển khoảng 100.000 tài liệu, gồm bản in và bản điện tử, liên quan đến dự án hạt nhân Ahmad của Iran năm 1989 đến năm 2003 về Israel. Thưa quý vị, khoảng 80% diện tích Brazil bị khói do cháy rừng bao phủ, khiến số người mắc bệnh hô hấp tăng vọt do ô nhiễm không khí. Người dân Brazil, quốc gia lớn nhất Nam Mỹ, vài tuần qua khó thở vì ô nhiễm không khí khi châu lục chật chội đối phó với tình trạng khô hạn và cháy rừng. Hàng triệu hecta rừng và đất nông nghiệp đã bị thiêu rụi ở Argentina, Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay và Peru, gây ra những đám khói lớn bao trùm nhiều khu vực lưu vực sông Amazon đang trải qua các đợt cháy rừng nghiêm trọng nhất trong gần 20 năm, theo Trung tâm Khí tượng Copernicus của Liên minh châu Âu EU. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Quốc gia về không gian INPI, 80% diện tích Brazil bị khói mù do cháy rừng bao trùm. Bình thường tôi vẫn hút thuốc, nhưng giờ đây ho nhiều hơn mọi khi. Luan Monterio, 20 tuổi, sinh viên cho biết tại cảng Rio de Janeiro, theo chuyên gia, hít khói từ giấy rừng tương đương 4 đến 5 điếu thuốc mỗi ngày. Bác sĩ Nhi Renato Kefori, phó chủ tịch Hiệp hội Tiêm chủng Brazil cho hay, ô nhiễm không khí khiến bệnh viêm phế quản và hen suyễn nghiêm trọng hơn. Người dân có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nếu hít thở không khí ô nhiễm trong thời gian dài. Trong một bệnh viện lớn ở thủ đô Brasilia, Số bệnh nhân điều trị bệnh hô hấp gần đây cao gấp 20 lần bình thường, khi thành phố đã trải qua 160 ngày không mưa. Vanderes Loyola, bà nội trợ, cố gắng làm ẩm không khí bằng cách cho quạt thổi vào khăn ướt và xô nước. Mỗi lần ra ngoài đường, tôi đều phải đeo khẩu trang, người phụ nữ 72 tuổi nói. Sao Paulo, đô thị lớn nhất Mỹ Latin, tuần trước đứng đầu danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới liên tục vài ngày. Theo công ty quan trắc ô nhiễm IQA, trụ sở tại Thụy Sĩ, chất lượng không khí là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Internet ở Brazil hiện nay, cùng các từ máy tạo độ ẩm và máy lọc không khí, theo Google Trends. Chuyên gia cảnh báo hệ thống giám sát chất lượng không khí ở Brazil đã lạc hậu và chính quyền thiếu phương án xử lý ô nhiễm khói bụi khẩn cấp. Evangelina Aruzo, chuyên gia viện nghiên cứu ô nhiễm Instituto A, cho hay chưa tới 2% thành phố ở Brazil lắp đặt trạm giám sát chất lượng không khí. Cứ năm thành phố thì chỉ có một nơi đủ năng lực phát hiện bụi mịn trong khói bụi để cảnh báo. Chính quyền Brazil tuyên bố hoạt động của con người, trong đó có vấn đề khai hoang rừng để canh tác nông nghiệp, là nguyên nhân chính gây ra đa số các vụ cháy rừng gần đây. Bolivia, quốc gia láng giềng với Brazil, ngày 30 tháng 9 tuyên bố thảm họa quốc gia về cháy rừng. Santa Cruz là tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với 7,2 triệu hecta bị thiêu rụi từ tuần trước tới nay. Thưa quý vị, một vụ lùm xùm đang nổ ra tại xưởng đóng tàu Newport News ở Virginia, Hoa Kỳ. Theo các báo cáo, có khả năng xảy ra việc cố ý hàng gắn cẩu thả trên tàu ngầm và hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ đang được đóng tại đây. Vấn đề này đã khiến Quốc hội Mỹ phải vào cuộc điều tra. Hôm thứ Sáu vừa qua, các lãnh đạo Ủy ban Quân vụ Hạ viện từ cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã lên tiếng yêu cầu Hải quân phải hoàn toàn minh bạch về vụ việc này, Họ nhấn mạnh rằng an toàn của các thủy thủ là ưu tiên hàng đầu và cần phải hiểu ngay lập tức mọi rủi ro liên quan đến công việc khiếm khuyết này. Phía Hải quân Mỹ đã xác nhận vấn đề về mối hàng và cho biết đang tiến hành đánh giá kỹ lưỡng để xác định phạm vi ảnh hưởng. Tuy nhiên, họ chưa cung cấp chi tiết cụ thể về mức độ nguy hiểm mà các thủy thủ có thể phải đối mặt hay liệu các tàu có thể hoạt động bình thường hay không. Đáng chú ý, theo USNI News, có dấu hiệu cho thấy một số lỗi hàng là cố ý và xưởng đóng tàu đã chuyển vụ việc cho Bộ Tư pháp. Đại diện của xưởng đóng tàu Newport News thừa nhận rằng một số thợ hàng đã cố ý làm sai quy trình, nhưng khẳng định cùng điều tra ban đầu không phát hiện dấu hiệu nào của ý định độc hại. Quý vị cần biết rằng Newport News là một trong hai xưởng đóng tàu hạt nhân của Hoa Kỳ, nơi đây chịu trách nhiệm đóng các hàng không mổ hạm lớp Ford và nhiều loại tàu ngầm khác nhau. Đây là những tàu chiến đóng vai trò then chốt trong chiến lược quốc phòng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang yêu cầu Bộ Quốc phòng phải ngay lập tức cung cấp câu trả lời và kế hoạch bảo vệ các tàu của Hải quân Mỹ khỏi sự can thiệp có thể gây nguy hiểm. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho các tàu chiến và bảo vệ chúng khỏi bất kỳ tác nhân xấu nào có thể đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tiếp sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào cuộc tranh luận Phó Tổng thống Hoa Kỳ sắp diễn ra một sự kiện quan trọng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào tối thứ Ba, đối đầu giữa Thượng nghị sĩ J.D. Vance của Đảng Cộng Hòa và Thống đốc Tim Walz của Đảng Dân Chủ. Đây là cơ hội duy nhất để cử tri đánh giá trực tiếp hai ứng viên Phó Tổng thống trước cuộc bầu cử tháng 11. Về phía Đảng Cộng Hòa, J.D. Vance là một gương mặt mới nổi trên chiến trường quốc gia. Ông nổi tiếng với tư cách là tác giả của cuốn hội ký Hillbilly Elegy, phản ánh cuộc sống của tầng lớp lao động da trắng ở vùng Appalachia. Vance mới đắc cử thượng nghị sĩ bang Ohio vào năm 2022 và chưa đầy hai năm sau đã được cựu tổng thống Trump chọn làm ứng viên phó tổng thống. Đại diện cho đảng Dương Chủ, thống đốc Tim Walz của Minnesota có sự nghiệp chính trị lâu dài hơn, nhưng vẫn còn khá xa lạ với cử tri toàn quốc. Trước khi trở thành thống đốc, ông từng là hạ nghị sĩ quốc hội trong 12 năm, was được chọn là người đồng hành cùng Phó tổng thống Kamala Harris phản ứng nỗ lực của đảng dân chủ trong việc giành phiếu ở các bang chiến trường miền Trung Tây. Cuộc tranh luận sẽ diễn ra tại trung tâm phát sóng CBS ở thành phố New York kéo dài 90 phút mà không có khán giả trực tiếp, một biện pháp đã được áp dụng trong các cuộc tranh luận tổng thống trước đó. Hai nữ nhà báo kỳ cựu của CBS, Nora O'Donnell và Margaret Brennan sẽ điều hành cuộc tranh luận. Đáng chú ý, trong một sự kiện vận động gần đây tại Long Island, cựu tổng thống Trump đã đưa ra một tuyên bố gây chú ý. Ông nói: "Tôi có thể thắng ở New York và chúng ta có thể thắng ở New York, chúng ta sẽ thắng." Đây là một tuyên bố khá táo bạo vì ông Trump đã thua Biden tại New York trong cuộc bầu cử năm 2020 với cách biệt hơn 20 điểm phần trăm. Tuyên bố này phản ánh chiến lược của Trump nhằm mở rộng bản đồ bầu cử, thách thức vị thế thống trị của Đảng Dân chủ tại các thành phố lớn. Về quy tắc tranh luận, mỗi ứng viên sẽ có 2 phút để trả lời câu hỏi và 2 phút để phản hồi. Họ được phép 1 phút phản bác. Khác với các cuộc tranh luận tổng thống, micro sẽ không bị tắt khi đối thủ đang phát biểu, nhưng CBS News vẫn giữ quyền tắt micro nếu cần thiết. Điều này có thể dẫn đến những cuộc trao đổi sôi nổi và trực tiếp hơn giữa hai ứng viên. Các chủ đề tranh luận chưa được tiết lộ trước, nhưng dự kiến sẽ bao gồm các vấn đề nóng như kinh tế, an ninh quốc gia, nhập cư và quyền phá thai. Đặc biệt với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra, chính sách đối ngoại có thể là một chủ đề trọng tâm. Cuộc tranh luận này có ý nghĩa quan trọng vì nó cho phép cử tri đánh giá trực tiếp hai ứng viên phó tổng thống, những người có thể bất cứ lúc nào đảm nhận vai trò vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước. Trong tiếng Anh, người ta thường nói phó tổng thống chỉ cách chiếc ghế tổng thống một nhịp tim, ám chỉ việc họ sẽ lên nắm quyền ngay lập tức nếu có chuyện không may xảy ra với tổng thống đương nhiệm. Quý vị có thể theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp trên các kênh truyền hình của CBS hoặc trên YouTube từ 9 giờ tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức 8 giờ sáng ngày hôm sau theo giờ Việt Nam. The Strong Post sẽ biên dịch và thiết minh lại cuộc tranh luận này. Quý vị nhớ bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi video được đăng tải. Trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraine kéo dài và tổn thất nhân lực ngày càng gia tăng, chính quyền Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân số trầm trọng để tránh việc phải công bố lệnh tổng động viên toàn quốc, một động thái được cho là có thể gây bất ổn xã hội. Điện Kremlin đang tìm cách bổ sung lực lượng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả các vận động viên và phóng viên. Mới đây, thông tin về cái chết của Nikolai Balianov, một cầu thủ bóng đá 21 tuổi đến từ câu lạc bộ Tuymen, đã gây xôn xao dư luận. Theo kênh Telegram Ukraine 365, Balianov đã thiệt mạng trong quá trình tham gia chiến đấu tại Ukraine. Câu lạc bộ Tuymen đã xác nhận tin buồn này, cho biết Balianov vốn là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng, say mê bóng đá từ nhỏ. Tuy nhiên, số phận đã đưa đẩy anh vào cuộc chiến và kết thúc sự nghiệp thể thao còn dang dở. Trường hợp của Balianov không phải là cá biệt. Nhiều chuyên gia nhận định rằng trong tương lai có thể sẽ có thêm nhiều vận động viên Nga bị buộc phải tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine, một trò chơi nguy hiểm mà Điện Kremlin đang tiếp tục theo đuổi bất chấp mọi giá. Song song với việc điều động các vận động viên, giới phóng viên quân sự nga cũng đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng tăng khi tác nghiệp tại chiến trường ukraine. Điển hình là trường hợp của Denis Kulaga, phóng viên của tờ báo Izvestia, người vừa bị thương nặng trong cuộc tấn công của máy bay không người lái ukraine gần thị trấn Chasiv Theo thông tin từ kênh Telegram Ukraine 365, Kulaga đã bị một chiếc drone FPV First Person View tấn công khi đang trên đường trở về sau một buổi ghi hình. Vụ tấn công khiến anh bị thương nặng với nhiều vết thương do mảnh đạn ở cả hai chân, bỏng nặng ở mặt và hai cánh tay cùng với gãy xương ở chi dưới. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, tình trạng của Kulaga vẫn được đánh giá là nghiêm trọng. Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp đầu tiên các phóng viên quân sự Nga gặp nguy hiểm trên chiến trường Ukraine. Vào đầu mùa xuân năm nay, một phóng viên khác của Izvestia, Semion Eramin cũng đã thiệt mạng trong khi tác nghiệp tại tiền tuyến. Những sự kiện này cho thấy mức độ leo thang và tính chất khốc liệt của cuộc chiến tại Ukraine. Đồng thời nó cũng phản ánh những biện pháp cực đoan mà chính quyền Nga đang áp dụng để duy trì lực lượng cho cuộc xâm lược, bất chấp những hậu quả nghiêm trọng đối với công dân của mình. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về tính bền vững của chiến lược quân sự hiện tại của Nga và khả năng duy trì sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến trong dài hạn. Thưa quý vị, theo nguồn tin từ hãng thông tấn Reuters Cơ quan tình báo Hàn Quốc mới đây đã đưa ra nhận định đáng báo động về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Báo cáo cho biết, Triều Tiên đã sản xuất được khoảng 50 đầu đạn hạt nhân và đang có kế hoạch nâng con số này lên 90 trong tương lai gần. Điều này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và thế giới. Gần đây, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một cơ sở làm giàu uranium, cho thấy Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh chương trình hạt nhân của mình. Động thái này được xem là một phần trong chiến lược tuyên truyền và phô trương sức mạnh quốc gia của chế độ Kim Jong Un. Theo đánh giá của cơ quan tình báo Hàn Quốc, việc Triều Tiên tăng cường năng lực hạt nhân có thể liên quan đến các cuộc bầu cử sắp tới tại Hoa Kỳ và Nhật Bản. Bình Nhưỡng muốn thể hiện ý định nghiêm túc của mình trên trường quốc tế, đồng thời coi vũ khí hạt nhân như một biểu tượng uy tín quốc gia trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn. Trong chuyến thăm một cơ sở hạt nhân vào đầu tháng 9 năm 2024, ông Kim Jong Un đã tuyên bố Tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng chúng ta cần có những bước tiến nhanh chóng và tự tin hơn nữa trong cuộc đấu tranh nhằm duy trì vĩnh viễn và tối đa hóa khả năng sẵn sàng đáp trả nhất quán của lực lượng vũ trang hạt nhân. Trước đó, Triều Tiên đã công bố việc cải tiến đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hawasan 31 để có thể trang bị cho các hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn và hệ thống pháo phản lực được ra mắt vào tháng 3 năm ngoái, Hwasan 31 đã được thu nhỏ và tiêu chuẩn hóa, đủ để gắn lên các hỏa tiễn đạn đạo KN-23, KN-24 và thậm chí cả đạn pháo của hệ thống phóng rocket đa nòng KN-25-600 ly. Những diễn biến này cho thấy mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã hỏi cộng đồng quốc tế phải có những biện pháp ứng phó hiệu quả để bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực. Thưa quý vị, Roman Svitan, một sĩ quan quân đội Ukraine, đã đưa ra những nhận định quan trọng về chiến lược quân sự của Nga trong cuộc chiến đang diễn ra. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Fabrika Novin, Svitan đã vén màn những kế hoạch có thể xảy ra của Nga, gợi ý về một cuộc tấn công quy mô lớn tiềm tàng nhằm vào Ukraine. Theo Svitan, Nga đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc tấn công lớn trong thời gian Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Kế hoạch này đã bị hoãn lại, có thể giờ chuyến đi không mang lại những kết quả đáng kể như Moscow mong đợi. Điều này cho thấy Nga đang theo dõi chặt chẽ các động thái ngoại giao của Ukraine và điều chỉnh chiến lược quân sự của mình một cách linh hoạt. Đáng chú ý, Svitlan tiết lộ rằng chiến thuật hiện tại của Nga là sử dụng máy bay không người lái Shahed để làm kiệt quệ hệ thống phòng không của Ukraine. Ông mô tả đây như một bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn sắp tới chiến thuật này nhằm mục đích làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine, tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn trong tương lai. Đặc biệt, Svitan chỉ ra ngày 7 tháng 10, sinh nhật của Tổng thống Nga Vladimir Putin như một thời điểm có khả năng cao xảy ra cuộc tấn công này. Vì chọn một ngày có ý nghĩa biểu tượng như vậy có thể được xem như một nỗ lực nhằm nâng cao tinh thần trong nước và gửi thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Svitan cũng cảnh báo rằng cuộc tấn công có thể diễn ra vào bất cứ lúc nào, nhấn mạnh rằng Nga đã trong tình trạng sẵn sàng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc Ukraine và các đồng minh phải duy trì cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Ngoài những dự đoán về chiến sự, Svitan còn đề cập đến khả năng về sự thay đổi trong lãnh đạo của Nga trong tương lai. Mặc dù không đưa ra chi tiết cụ thể, nhận xét này gợi ý về những biến động tiềm tàng trong cấu trúc quyền lực của Nga có thể ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc chiến. Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh triệu tập 133.000 lính nghĩa vụ trong chiến dịch mùa thu. Việc triệu tập 133.000 công dân Nga trong độ tuổi từ 18 đến 30 đi nghĩa vụ quân sự, không thuộc diện dự bị và thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12, sắc lệnh nêu rõ. Sắc lệnh cũng ra lệnh giải ngũ những quân nhân đã phục vụ đủ thời hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định. Trước đó, Putin đã ra lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang Nga thêm 180.000 người, nâng tổng số lên 2,39 triệu nhân sự, trong đó số quân tại ngũ lên tới 1,5 triệu người. Đây là sắc lệnh thứ ba được Putin ký ban hành kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022. Tuy nhiên, theo tình báo Anh, kế hoạch phát triển quân đội thêm 180.000 quân của ông Putin đang gặp phải thách thức đáng kể do tổn thất của quân đội Nga ở chiến trường Ukraine và vấn đề tuyển dụng. Thời hạn nghĩa vụ quân sự theo chế độ tòng quân sẽ không thay đổi và sẽ là 12 tháng, và việc điều động quân nhân từ văn phòng nhập ngũ được lên kế hoạch từ ngày 15 tháng 10. Ông Vladimir Tersimlyansky, một quan chức thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga, cho biết. Ông nói thêm, tất cả lính nghĩa vụ sẽ được gửi đến các điểm triển khai thường trực của các đơn vị quân đội trên lãnh thổ Nga. Khoảng 1 phần 3 số tân binh sẽ được đưa vào các đơn vị huấn luyện và đơn vị quân đội. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, họ sẽ được phân bổ vào các đơn vị quân đội tùy theo kỹ năng, ông nói. Nga thường tiến hành gọi nhập ngũ hai đợt vào mùa xuân và mùa thu hàng năm. Nhân kỷ niệm hai năm kể từ khi bốn tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson sắp nhập vào Nga, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra ở Ukraine. Ông cũng chỉ trích giới tinh hoa phương Tây đã biến Ukraine thành thuộc địa của họ, một căn cứ quân sự nhắm vào Nga và đã thổi bùng sự thù địch với Nga. Thưa quý vị, sau hơn 10 năm điều hành nền kinh tế lớn thứ năm Eurozone, ông Mark Ruth sẽ bắt đầu làm việc trên cương vị Tổng thư ký NATO từ ngày 1 tháng 10. Khi ông Mark Ruth tiếp quản vị trí của ông Jens Stoltenberg, từng Tổng thư ký NATO sẽ phải vượt qua cái bóng rất lớn của người tiền nhiệm. Vị chính trị gia kỳ cựu sẽ cần tất cả các kỹ năng ngoại giao và kinh nghiệm trên chính trường của mình để quản lý Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương trong thời điểm đầy thử thách. Hồi tháng 7 năm ngoái, ông Mark Rutte đã tuyên bố sẽ từ chức Thủ tướng Hà Lan và rời bỏ chính trường sau khi chính phủ liên minh của ông sụp đổ vì những khác biệt trong chính sách di cư. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm đó, có vẻ ông đã tìm được hướng đi mới khi thể hiện quan tâm đến việc kế nhiệm Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Trước đó, ông Stoltenberg đã tuyên bố sẽ rời khỏi vị trí này vào cuối tháng 9 năm nay sau tròn một thập kỷ lãnh đạo liên minh. Trong suốt 10 năm lãnh đạo liên minh, ông Stoltenberg đã điều hướng những thay đổi lớn về địa chính trị để truyền cho NATO mục đích và định hướng mới. Nhưng cách NATO điều hướng những thách thức của thập kỷ tới dưới sự lèo lái của tầng lãnh đạo sẽ quyết định tương lai lâu dài của liên minh này. Sau nhiều tháng vận động cho vị trí mong muốn, ông Rutte đã giành được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo NATO. Hầu hết trong số họ, ông đã quen biết trong hơn 13 năm làm thủ tướng Hà Lan và từ sự phối hợp trong nhiều tổ chức quốc tế khác nhau vì chính trị gia 57 tuổi là ứng cử viên được Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu ưa chuộng cho vị trí lãnh đạo dân sự cao cấp nhất của Liên minh quân sự NATO. Ông Rutte có kinh nghiệm quản lý các liên minh cầm quyền ở Hà Lan, bao gồm vài chính đảng, nhưng hiện ông sẽ bắt đầu quản lý một liên minh gồm tới 32 quốc gia. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đạt được sự đồng thuận cần thiết cho mọi quyết định của NATO? Cựu phát ngôn viên NATO Anna Lengescu, người phục vụ lâu nhất trên cương vị này tại Liên minh quân sự, tin rằng đây sẽ là thách thức lớn nhất của ông Rutte. Tổng thư ký NATO không chỉ là một thư ký mà còn phải là một vị tướng, tất nhiên là về mặt chính trị, bà Lengescu nói. Ông ấy phải thể hiện được sự lãnh đạo chính trị cần thiết để thúc đẩy liên minh vì việc đạt được sự đồng thuận có thể mất thời gian, có thể lộn xộn, có thể gây nản lòng. Nhưng điều quan trọng là phải thể hiện được định hướng chính trị và thể hiện được sự tiến bộ, bà Lengescu nói tin tưởng rằng kinh nghiệm lâu năm của ông Rutte trong việc duy trì các chính phủ liên minh Hà Lan sẽ giúp ích cho ông trong tương lai. Cũng sẽ có những thách thức không tránh khỏi đối với bất kỳ ai tiếp quản vị trí tổng thư ký NATO vào thời điểm xung đột đang diễn ra ở châu Âu. Tổ chức tư vấn Chatham House có trụ sở tại London cho rằng ông Rutte sẽ có ba ưu tiên cần thực hiện trong bối cảnh hiện nay, trong đó ưu tiên thứ nhất là duy trì sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine, trong khi tăng cường sự hỗ trợ của EU nói riêng và châu Âu nói chung cho Kyiv. Thứ hai là giữ cho sự tham gia của Mỹ ở châu Âu được mạnh mẽ như dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sẽ dẫn đến việc hoặc bà Harris hoặc ông Trump tiếp quản tòa Bạch Úc. Ưu tiên thứ ba, đồng thời cũng là thách thức chính sách lớn nhất đối với ông Rutte, là triển khai một mô hình lực lượng mới, theo đó bảo đảm các thành viên NATO ở châu Âu có thể bảo vệ châu Âu một cách hiệu quả liên quan đến vấn đề trung đông hiện nay chính quyền tổng thống joe biden dường như bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đột kích mà idf bắt đầu tiến hành vào đêm thứ hai tại liban nhắm vào các địa điểm của hezbollah dọc biên giới bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ lloyd austin phát biểu trong bản ghi cuộc gọi của ông với bộ trưởng quốc phòng joab galen tại ngũ giác đài rằng Chúng tôi nhất trí về sự cần thiết phải phá dỡ cơ sở hạ tầng tấn công dọc biên giới để bảo đảm rằng lực lượng Hezbollah của Liban không thể tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu ngày 7 tháng 10 vào các cộng đồng ở phía bắc Israel. Trong cuộc gọi hôm thứ Hai, hai bên đã thảo luận về các hoạt động quân sự mới nhất của Israel và Austin nói rõ rằng Hoa Kỳ ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Trong khi dường như lên tiếng ủng hộ hoạt động của IDF, Austin nhấn mạnh rằng cuộc tấn công không phải là mục đích cuối cùng. Bản thông báo của Hoa Kỳ nêu rõ, tôi tái khẳng định rằng cần phải có một giải pháp ngoại giao để bảo đảm người dân có thể trở về nhà an toàn ở cả hai bên biên giới austin cũng làm rõ rằng hoa kỳ đang ở vị thế tốt để bảo vệ nhân viên đối tác và đồng minh của hoa kỳ trước các mối đe dọa từ iran và các tổ chức khủng bố do iran hậu thuẫn và quyết tâm ngăn chặn bất kỳ bên nào khai thác căng thẳng hoặc mở rộng xung đột bản thông báo tiếp tục Tôi nhắc lại hậu quả nghiêm trọng đối với Iran trong trường hợp Iran chọn các tấn công quân sự trực tiếp vào Israel. Bên cạnh đó, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Úc nói với The Times of Israel rằng các cuộc đột kích hạn chế mà IDF tiến hành nhằm vào các đồn của Hezbollah ở phía Liban của đường xanh là phù hợp với quyền của Israel trong việc bảo vệ công dân của mình và đưa thường dân trở về nhà một cách an toàn. Người phát ngôn của NSC cho biết Chúng tôi ủng hộ quyền của Israel trong việc tự vệ trước Hezbollah và tất cả các nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn. Tất nhiên, chúng tôi biết rằng việc mở rộng nhiệm vụ có thể là một rủi ro và chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này với phía Israel, người phát ngôn nói thêm. Ám chỉ đến mối lo ngại của Hoa Kỳ rằng Israel sẽ xa lầy ở Liban hoặc bị lôi kéo vào việc mở rộng nhiệm vụ của mình sau khi nhiệm vụ đã bắt đầu cuối cùng một giải pháp ngoại giao là cách duy nhất để đạt được sự ổn định và an ninh lâu dài trên khắp biên giới israel liban tuyên bố nêu rõ đồng thời nhấn mạnh niềm tin của hoa kỳ rằng chỉ sử dụng biện pháp quân sự sẽ không thể khắc phục an ninh cho các thị trấn biên giới phía bắc hoặc phía nam của israel Trong một cuộc tấn công mới nhất của Nga vào trạm biến áp chính, một đường dây điện cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia NGPP bị chiếm đóng tạm thời đã bị cắt đứt, khiến nhà máy này một lần nữa đứng trước nguy cơ mất điện hoàn toàn. Theo Bộ Năng lượng Ukraine, vụ tấn công đã tạo ra rủi ro nghiêm trọng đối với hoạt động an toàn của GNPP, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushenko đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, gọi đây là một hành động khủng bố mới của Nga. Ông cảnh báo rằng sự gián đoạn này không chỉ làm tăng nguy cơ thảm họa hạt nhân, mà còn là một mối đe dọa lớn đối với sự ổn định và an ninh năng lượng của khu vực. Halushenko nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần phải có hành động ngay lập tức để thực thi các nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nhằm bảo đảm GNPP được chuyển giao lại cho Ukraine. Chỉ khi nhà máy trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine, chúng tôi mới có thể bảo đảm an toàn cho hoạt động của nó và tránh thảm họa, ông nói. Hiện tại, các chuyên gia Ukraine đang làm việc khẩn trương để khắc phục hậu quả của vụ tấn công, cố gắng khôi phục nguồn cung cấp điện cho GNPP càng sớm càng tốt. Các kỹ sư đang đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lò phản ứng trong trường hợp mất điện hoàn toàn. Theo thông tin từ IAEA, bất kỳ sự việc nào tại GNPP cũng có thể dẫn đến rò rỉ phóng xạ, làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng triệu người dân, không chỉ ở Ukraine mà còn cả ở các quốc gia láng giềng các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đặc biệt là các trạm biến áp và nguồn cung cấp điện cho các nhà máy hạt nhân, đã gia tăng trong thời gian gần đây. Điều này tạo ra mối lo ngại về nguy cơ gây ra một thảm họa hạt nhân tương tự như vụ Chernobyl năm 1986. Các lực lượng Nga không chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, mà còn nhắm vào các cơ sở dân sự và năng lượng, cố tình tạo ra sự hỗn loạn trong hệ thống điện của Ukraine. Cùng với cuộc tấn công vào ZNPP, các nguồn tin quân sự Ukraine cũng báo cáo về việc lực lượng Nga tiếp tục gia tăng tần suất pháo kích vào các khu vực gần nhà máy. Những đợt tấn công này không chỉ gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, mà còn đặt các nhân viên và công nhân tại nhà máy vào tình thế nguy hiểm, làm gián đoạn quá trình bảo trì và vận hành các thiết bị quan trọng. Thưa quý vị, một đoạn video mới được phát hành ghi lại trận chiến gần cơ sở hạ tầng năng lượng ở biển đen nơi đang trở thành tâm điểm của cuộc giao tranh dữ dội trong cuộc xâm lược toàn diện của moscow vào ukraine video chưa xác định rõ ngày tháng và chưa được xác minh ban đầu được phát sóng trên kênh tsn của ukraine cho thấy cảnh quay ban đêm với âm thanh của súng đạn và các vụ nổ gần bán đảo crimea theo bản dịch từ đoạn video, quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi giàn khoan Petro Godovanes. Một tài khoản Twitter khác mang tên Ukraine News Live cũng đăng tải đoạn video này, cho biết lính Zhiyua bắn súng máy 12,7 ly vào giàn khoan Petro Godovanes đang cháy trong một cuộc đột kích ban đêm ở Biển Đen. World Translate cũng đăng tải đoạn video mô tả đây là một nỗ lực tấn công vào Petro Godovanes, một trong những giàn khoan khí đốt ở Biển Đen do Nga kiểm soát. Tài khoản này cho biết các binh sĩ đặc nhiệm Dozo của Cục Bảo vệ Biên giới Quốc gia Rijua đã tham gia vào trận chiến này. Cả Nga và Ukraine hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc giàn khoan Petro-Godovanes là một trong bốn giàn khoan khí đốt mà Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát vào tháng 9 năm 2023, sau khi chúng bị chính quyền thân Nga tại Crimea chiếm giữ sau cuộc sáp nhập Crimea của Moscow năm 2014. Vị trí của những giàn khoan này nằm giữa Crimea và Odessa, ở phía tây bắc Biển Đen, có giá trị chiến lược lớn và có thể được sử dụng làm căn cứ triển khai lực lượng, bãi đáp trực thăng hoặc đặt hệ thống hỏa tiễn tầm xa. Nhà phân tích địa chính trị Yoros Isit từ Istanbul, người điều hành trang Bosforos Observer chia sẻ rằng, mặc dù chưa rõ điều gì đã xảy ra, nhưng dàn khoan này đã trở nên không ổn định trong một thời gian dài và không được bảo trì đầy đủ. Ông cũng cho biết thêm rằng lực lượng Nga thường tiến hành các nhiệm vụ trinh sát tại đây bằng thuyền nhỏ rất nhanh, có thể họ đã cố gắng đổ bộ nhưng bị chặn lại. Ukraine gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công vào hạm đội biển đen của Nga, như trong tháng 9 khi các máy bay không người lái tấn công vào cảng ở thành phố Novorossiysk thuộc khu vực Krasnodar. Loạt tấn công này đã buộc Nga phải di chuyển nhiều tàu chiến từ Sevastopol ở Crimea tới Novorossiysk. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu của Nga bằng cách sử dụng các xuồng tự sát không người lái biển Magura V5 với thiệt hại được báo cáo lên đến 500 triệu Mỹ Kim đối với các tàu chiến Nga. Các loại xuân tử sát không người lái khác như CBB và Kozak Mamai cũng được quân đội Ukraine sử dụng để tấn công vào Novorossiysk. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến sự gia tăng đáng kể các hoạt động táo bạo của Iran nhắm vào Hoa Kỳ, từ việc cài cánh gián điệp vào các cơ quan chính phủ, lên kế hoạch ám sát các chính trị gia hàng đầu đến các cuộc tấn công mạng nhắm vào các chiến dịch tranh cử. Iran đang thể hiện thái độ thách thức ngày càng rõ rệt đối với Washington. Gần đây nhất, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một vụ án liên quan đến Abuja Ramati, một công dân nhập tịch Mỹ bị cáo buộc là gián điệp cho Iran từ năm 2017 đến năm 2024. Ramati đã thành công trong việc xin được việc làm tại Cục Hàng không Liên bang FAA với tư cách là nhà thầu, bất chấp quá khứ làm việc cho lực lượng vệ binh cách mạng Iran, một tổ chức bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách khủng bố. Theo cáo trạng, Ramati đã tải xuống các tài liệu nhạy cảm về hệ thống của FAA và trực tiếp chuyển giao chúng cho Iran vào tháng 4 năm 2022. Bên cạnh đó, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng phát hiện bằng chứng cho thấy Iran đang lên kế hoạch ám sát các chính trị gia hàng đầu bao gồm cựu tổng thống Donald Trump, tổng thống Joe Biden và cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. Đặc biệt vào tháng 7 vừa qua, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã phải tăng cường an ninh cho ông Trump sau khi nhận được thông tin tình báo về âm mưu ám sát của Iran. Không dừng lại ở đó, Iran còn thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm vào các chiến dịch tranh cử tại Hoa Kỳ. Vào tháng 8, chiến dịch tranh cử của ông Trump thông báo rằng họ đã bị tin tặc Iran đánh cắp thông tin liên lạc nội bộ. Google cũng xác nhận rằng chiến dịch của Tổng thống Biden cũng là mục tiêu của các tin tặc Iran, mặc dù cuộc tấn công này dường như không thành công. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã cam kết rằng cơ quan của ông đang nỗ lực chống lại nhiều hoạt động nguy hại của Iran, bao gồm các âm mưu ám sát và can thiệp bầu cử. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng chính sách của chính quyền Biden đối với Iran, bao gồm việc giải tỏa khoảng 70 tỷ Mỹ Kim cho chế độ thần quyền này, đã khiến Tehran trở nên táo bạo hơn. Những diễn biến này cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng từ Iran đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ trong khi chính quyền Biden tìm cách đối phó với thách thức này, vẫn còn nhiều lo ngại về hiệu quả của các biện pháp hiện tại trong việc ngăn chặn các hoạt động thù địch của Iran. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vừa ra lệnh giữ lại các đơn vị không quân đang chuẩn bị rời khỏi khu vực Trung Đông. Đồng thời, các đơn vị mới dự kiến thay thế cũng sẽ được điều động đến, nâng tổng số quân tăng cường lên vài ngàn người từ nhiều phi đội khác nhau. Theo phát ngôn viên ngũ giác đài Sabrina Shin, các loại phi cơ được tăng cường bao gồm chiến đấu cơ F-16, F-15E, A-10, F-22 cùng nhân sự đi kèm. Bà xin nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng duy trì khả năng phòng không mạnh mẽ và tích hợp trên khắp Trung Đông, bảo đảm bảo vệ lực lượng Hoa Kỳ hoạt động trong khu vực. Quyết định này được đưa ra sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào Liban, dẫn đến cái chết của lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah và một số nhân vật chủ chốt khác của tổ chức này vào thứ Sáu vừa qua. Theo các nguồn tin, Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào Liban, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và đe dọa mở rộng cuộc chiến sau một năm Israel liên tục tấn công Hamas tại giải Gaza. Ngoài việc tăng cường các phi đội chiến đấu, Bộ trưởng Austin cũng ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Wasp, bao gồm một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến tiếp tục ở lại khu vực. Đại tướng Pat Ryder, phát ngôn viên cấp cao của ngũ giác đài, nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Austin đã cảnh báo rõ bất kỳ hành động nào của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm nhằm vào nhân sự hoặc lợi ích của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ nhận được phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ. Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng về cái chết của Narasla, gọi đó là một biện pháp công lý cho hàng ngàn nạn nhân của ông ta, bao gồm công dân Mỹ, Israel và Liban. Ông cũng chỉ trích quyết định của cựu lãnh đạo Hezbollah trong việc hợp tác với Hamas để tạo ra mặt trận phía Bắc chống lại Israel sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 dọc biên giới Gaza-Israel. Trong một diễn biến đáng chú ý, một phi công quân sự Nga đã quyết định hợp tác với phía Ukraine và chuyển giao những tài liệu quan trọng cho cuộc tình báo quân đội Ukraine GUA. Quyết định này được đưa ra sau cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của quân đội Nga vào Bệnh viện Nhi Okmakdit ở Kiev, một hành động đã gây chấn động mạnh mẽ đối với viên phi công này. Thông tin này được tiết lộ bởi Sergei Kuzan, cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph. Theo ông Kuzan, vị phi công nga đã không thể chấp nhận được hành động tấn công vào dân thường, đặc biệt là trẻ em của quân đội nước mình. Cuộc tấn công vào bệnh viện Osmangazi được xem là giọt nước tràn ly khiến anh ta quyết định chuyển sang hợp tác với phía Ukraine cụ thể viên phi công đã liên lạc thông qua một chatbot đặc biệt của ukraine và bắt đầu chuyển giao thông tin mật về đơn vị của mình trong lực lượng vũ trang nga ông kuzan cho biết những tài liệu được chuyển giao bao gồm hồ sơ cá nhân của các quân nhân nga được đánh giá là có giá trị tình báo cao sự kiện này không chỉ cho thấy tác động của các cuộc tấn công vào dân thường đối với tinh thần của binh lính nga mà còn phản ánh hiệu quả của chiến dịch tình báo và tuyên truyền của ukraine Bằng cách thiết lập các kênh liên lạc bí mật như chatbot, phía Ukraine đã tạo ra cơ hội cho những binh sĩ Nga muốn đào ngũ hoặc cung cấp thông tin. Vụ tấn công vào bệnh viện Okmandit đã gây ra phẫn nộ rộng rãi không chỉ ở Ukraine mà còn trên toàn thế giới. Bác sĩ Ole Holovchenko của bệnh viện đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng huân chương dũng cảm vì những nỗ lực phi thường trong việc bảo vệ và chăm sóc bệnh nhân trong thời điểm khủng hoảng. Phản ứng trước cuộc tấn công này, lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành các cuộc không kích vào vị trí của quân đội Nga, được xem như một hành động trả đũa cho những nạn nhân của vụ tấn công vào Bệnh viện Omanik. Sự kiện này một lần nữa nhấn mạnh tính chất phức tạp và bi thảm của cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Nó cũng cho thấy rằng, ngay cả trong hàng ngũ quân đội Nga, vẫn có những cá nhân không đồng tình với các hành động nhắm vào dân thường và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để chống lại những hành vi như vậy đến với tình tiết thú vị diễn ra bên trong quốc gia xâm lược, một vụ hỏa hoạn quy mô lớn đã bùng phát tại nhà máy hóa chất Kamtes Kimron, một trong những cơ sở công nghiệp hóa chất quan trọng của thành phố Perm, Nga. Sự việc này đã gây ra làn sóng lo ngại trong cộng đồng địa phương và giới chuyên gia môi trường. Theo các nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực công nghiệp, kèm theo cột khói đen dày đặc bao trùm các khu vực lân cận người dân địa phương cho biết, khói đã lan rộng ra một vùng lãnh thổ đáng kể, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí trong khu vực. Thông tin sơ bộ cho thấy đám cháy có thể đã bắt nguồn từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Các phóng viên Nga đưa tin rằng nguyên nhân có thể do chập điện, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức về giả thuyết này. Hiện tại chưa có báo cáo về thương vong hay mối đe dọa trực tiếp đến người dân, nhưng tình hình vẫn đang được theo dõi chặt chẽ. Nhà máy Camtech Kimrom chuyên sản xuất phthalic anhydride cùng với các loại axit fumaric và benzoic. Những hóa chất này được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa chất, đặc biệt là trong sản xuất nhựa, sơn và các sản phẩm công nghiệp khác. Sự cố cháy nổ tại một cơ sở sản xuất các chất này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đoạn video ghi lại cảnh tượng đám cháy đã nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội, trong đó có kênh Telegram Ukraine 365 hình ảnh cho thấy quy mô lớn của vụ hỏa hoạn và mức độ nghiêm trọng của tình hình. Sự cố này đã làm dấy lên lo ngại về an toàn công nghiệp và bảo vệ môi trường tại Nga. Đây không phải là vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra tại các cơ sở công nghiệp quan trọng của nước này trong thời gian gần đây. Vào đêm 28 tháng 9, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại một trong những bãi tập quân sự của Tổng cục Tình báo Quân đội GRU ở vùng Tambov, mặc dù Điện Kremlin đã im lặng về sự việc này. Các cơ quan chức năng Nga hiện đang tập trung nỗ lực để dập tắt đám cháy và đánh giá mức độ thiệt hại cũng như tác động môi trường. Cộng đồng quốc tế cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của sự việc, đặc biệt là những quốc gia láng giềng có thể bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí xuyên biên giới. Quân đội Ukraine vừa đạt được một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống lại các máy bay không người lái của Nga Lần đầu tiên, họ đã xác nhận việc bắn hạ một drone của đối phương bằng cách thả vật liệu nổ từ drone của mình, một chiến thuật mới và hiệu quả trong chiến tranh hiện đại. Sự kiện này diễn ra khi một phi công điều khiển drone thuộc đội trinh sát Kotiki của tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ 130 Ukraine đã thành công trong việc bắn hạ một chiếc DJI viết của Nga. Video về sự kiện này đã được công bố trên kênh Telegram của đơn vị. John Nga bị phát hiện được đánh dấu bằng băng keo đỏ đang bay lơ lửng trên một khu rừng. Khi John Nga ổn định, người điều khiển John Ukraine đã thả một quả bom nhỏ từ trên cao, trúng chính xác mục tiêu và phá hủy dự vi của Nga. Đơn vị Hostry Katuzi xác nhận rằng họ đã sử dụng loại đạn Crasher để tiêu diệt quadcopter của đối phương. Crasher là một loại vũ khí bí mật được thiết kế đặc biệt để đối phó với các loại drone nhỏ mà Nga thường sử dụng trong hoạt động trinh sát và tấn công. Đây là một loại đạn hoặc thiết bị nhỏ được thả từ drone của Ukraine xuống drone của Nga. Khi va chạm, nó có thể gây ra thiệt hại đủ lớn để làm rơi hoặc vô hiệu hóa drone mục tiêu. Ưu điểm của Fruit Crusher nằm ở kích thước nhỏ gọn và tính linh hoạt của nó. Nó có thể được sử dụng bởi các drone thông thường không đòi hỏi thiết bị đặc biệt cho phép Ukraine đối phó hiệu quả với các hoạt động drone của Nga mà không cần đầu tư vào hệ thống phòng không phức tạp và đắt đỏ. Ngoài sự kiện này, còn có những tiến bộ đáng kể khác trong khả năng phòng không của Ukraine. Trung đoàn hỏa tiễn phòng không số 38 mang tên Thiếu tướng Yuri Tiutiunik thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Nam đã được trang bị các drone đánh chặn. Một video gần đây cho thấy họ đã thực hiện thành công 10 vụ đánh chặn, bao gồm các loại dự khác nhau của Nga như Supercam, Zala, Landsat và Orlan. Điều này cho thấy lực lượng phòng không Ukraine đã nhanh chóng làm chủ một nhánh mới và triển vọng của phòng không chứng tỏ hiệu quả cao trong thời gian ngắn đáng chú ý, Ukraine cũng đã bắt đầu sử dụng phiên bản laser của hệ thống Babajaga trên tiền tuyến, cho thấy sự đổi mới liên tục trong công nghệ quân sự của họ. Những tiến bộ này trong chiến tranh drone và phòng không đang thay đổi cục diện chiến trường, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ trong cuộc chiến hiện đại. Với những thành tựu mới này, Ukraine đang chứng tỏ khả năng thích ứng và sáng tạo trong việc đối phó với các thách thức trên chiến trường. Sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực chiến tranh drone không chỉ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ mà còn có thể thay đổi cán cân quyền lực trong cuộc chiến đang diễn ra. Trong một diễn biến mới nhất từ chiến trường Ukraine, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 30 mang tên Hoàng tử Konstantin Ostrzynski đã thành công trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công bằng xe máy của quân đội Nga gần Orykovo-Vasilivka thuộc khu vực Bakhmut. Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của Lữ đoàn 30, cuộc tấn công diễn ra trên đường cao tốc E40 với lực lượng tấn công sử dụng từ 10 đến 14 xe máy. Trong trận giao tranh, 8 trong số 14 xe máy tấn công đã bị phá hủy cùng với người điều khiển. Cuộc tấn công đã được phát hiện trước bởi trinh sát trên không và pháo binh đã được sử dụng để tấn công lực lượng tiến công. Đoạn video ghi lại sự kiện cho thấy một số xe máy đã bị phá hủy khi đang tiếp cận, trong khi một số khác đã kịp đến được chiến hào tuy nhiên những kẻ tấn công không thể chịu đựng được hỏa lực của lực lượng phòng thủ ukraine và buộc phải rút lui chiến thuật tấn công bằng xe máy đã trở nên phổ biến trong quân đội nga nhiệm vụ chính của các đơn vị này là tiếp cận nhanh chóng các vị trí của ukraine và nhảy vào chiến hào tốc độ và khả năng cơ động của xe máy cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại cả máy bay không người lái fpv và vũ khí thông thường chiến thuật này được sử dụng cả trong các cuộc tấn công độc lập bằng xe máy và kết hợp với các cuộc tấn công cơ giới Tuy nhiên, nếu một nhóm như vậy bị phát hiện kịp thời, họ sẽ chịu tổn thất rất nặng nề từ hỏa lực của lực lượng phòng thủ. Trong một diễn biến liên quan, vào tháng 7 năm 2024, một binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 30 đã thành công trong việc đánh bại một lính bắn tỉa Nga trong một cuộc đấu súng tại vùng Donetsk. Cuộc chiến đã được ghi lại trên video. Để loại bỏ kẻ xâm lược, quân đội Ukraine đã sử dụng đạn xuyên giáp cỡ 338. Loại đạn này đã trở thành loại đạn bắn tỉa chính xác cho các xạ thủ quân sự ở khoảng cách trung bình và xa. Thưa quý vị, giới chức Mỹ đang lo ngại chiến dịch trên bộ hạn chế của Israel tại Liban có thể dẫn tới việc theo Aviv chiếm đóng lâu dài như chiến sự năm 1982. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 1 tháng 10 tuyên bố phát động chiến dịch trên bộ hạn chế ở miền nam Liban nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của nhóm vũ trang Hezbollah tại những ngôi làng gần biên giới hai nước. Giới chức Israel nói với CNN rằng quân đội nước này sẽ tập trung loại bỏ các mối đe dọa trực tiếp tại những ngôi làng ở miền nam Liban vô hiệu hóa năng lực xâm nhập miền Bắc Israel của Hezbollah. Một quan chức cấp cao nhấn mạnh, binh sĩ Israel không có ý định ở lại Liban và sẽ không chiếm đóng lâu dài miền Nam nước này, song từ chối tiết lộ chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu. Dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, họ lo ngại IDF có thể xa lầy tại Liban hoặc buộc phải mở rộng quy mô chiến dịch, dù ban đầu không có kế hoạch như vậy. Theo một quan chức Mỹ, Israel ban đầu cũng tuyên bố chỉ mở chiến dịch hạn chế khi đưa quân vào Liên bang hồi năm 1982, song sau đó đã chiếm đóng miền Nam nước này 18 năm. Chúng tôi công nhận đôi khi áp lực quân sự có thể thúc đẩy hoạt động ngoại giao, xong áp lực quân sự cũng có khả năng dẫn đến tính toán sai lầm và những hậu quả không lường trước được, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay. Israel hồi tháng 6 năm 1982 phát động chiến dịch hòa bình cho Galilee, đưa quân vào Liban nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Tổ chức Giải phóng Palestine PLO từ miền nam nước này. Với mục tiêu thành lập chính phủ thân thiện với Tel Aviv ở nước láng giềng, Israel đã chiếm đóng miền nam Liban và tiến xa tới tận Tây Beirut, nơi PLO đặt trụ sở, rồi bao vây khu vực này. Chính phủ Israel hy vọng chiến dịch hạn chế này sẽ thúc đẩy các bên ở Liban ký một hiệp định giúp mang lại hòa bình 40 năm cho Tel Aviv. PLO đồng ý chuyển lực lượng đến Tunisia sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, song IDF vẫn tiếp tục ở lại Liban để hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm địa phương trong cuộc nội chiến ở quốc gia này. Một số nhóm vũ trang Liban đã được thành lập để phản kháng Israel, trong đó có Hezbollah, lực lượng đến từ cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite và được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hậu thuẫn. Nhận được ủng hộ từ tầng lớp thanh niên bất mãn cùng với cư dân tại thung lũng Beka và vùng ngoại ô phía nam Beirut, những khu vực có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống, lực lượng Hezbollah nhanh chóng trở thành thế lực lớn tại Liban. Đến năm 1985, năng lực quân sự của Hezbollah đã lớn mạnh đến mức nhóm cùng các đồng minh đã có thể buộc lực lượng chiếm đóng Israel phải rút qua sông Litani ở miền nam Liban. Sau đó, Israel tuyên bố thiết lập vùng an ninh dọc biên giới nước này với Lebanon nhằm bảo vệ miền bắc Israel khỏi các cuộc tấn công từ quốc gia láng giềng. Khu vực này do quân đội Nam Lebanon SLA được coi là lực lượng ủy nhiệm của Israel chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh. SLA tiếp tục hỗ trợ quân đội Israel cho đến khi IDF rút hết quân vào năm 2000, kết thúc 18 năm chiếm đóng miền Nam Lebanon. Hơn 20 năm sau, Liban vẫn là quốc gia bị tàn phế về kinh tế và trải qua nhiều biến động chính trị, nơi Hezbollah gần như kiểm soát mọi mặt về đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, kinh tế Liban gần như không thể hồi phục và bị đánh gục do đại dịch COVID-19. Thu nhập bình quân đầu người đã giảm từ mức khoảng 9.000 Mỹ Kim năm 2018 xuống 3.300 Mỹ Kim. Chiến dịch tấn công của Israel có thể khiến hàng triệu người dân Liên bang lâm vào tình cảnh khó khăn hơn, bị đe dọa về cả tính mạng và sinh kế. Đây là điều mà một chiến dịch hạn chế khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn, khiến chiến sự ở nước này có thể tiếp tục kéo dài. Cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất trong cuộc đổ bộ của Israel vào Liên bang. Thưa quý vị, tình hình căng thẳng tại biên giới israel Liban bang tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công hỏa tiễn và không kích diễn ra trong những giờ qua. Còi báo động đã vang lên ở miền Bắc Israel, cụ thể là tại thị trấn Tzif On gần Shafet, cảnh báo về vụ bắn hỏa tiễn từ Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận khoảng 5 quả hỏa tiễn đã được phóng vào các cộng đồng ở phía Bắc Metula và Avivim. Một số hỏa tiễn đã bị đánh chặn, còn số còn lại rơi xuống vùng đất trống. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại. Đáp trả, IDF đã tiến hành các cuộc khung kích vào khu vực Dahiye của Beirut nhắm vào các cơ sở được cho là của Hezbollah, bao gồm nơi sản xuất vũ khí và cơ sở hạ tầng quân sự. IDF cáo buộc Hezbollah cố tình đặt các cơ sở này trong khu dân cư. Quân đội Israel cũng thông báo về một chiến dịch trên bộ kéo dài qua đêm ở Liban do Sư đoàn 98 chỉ huy. Sư đoàn này bao gồm các đơn vị lính dù và biệt kích được tăng cường bởi lữ đoàn tiết giáp số 7. Trong một động thái đáng chú ý, IDF đã kêu gọi người dân Liban ở miền Nam không lái xe ở khu vực phía nam sông Litani cho đến khi có thông báo mới. Đại tá Avijay Adrai, phát ngôn viên tiếng Ả Rập của IDF cáo buộc Hezbollah đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống trong các cuộc tấn công. Đang có giao tranh dữ dội ở miền Nam Liban, trong đó các chiến binh Hezbollah đang sử dụng môi trường dân sự và bạn làm lá chắn sống để tổ chức thực hiện các cuộc tấn công, đại tá Avijay Adrai viết trên X. Vì sự an toàn của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn tránh di chuyển bằng xe cổ từ phía bắc đến phía nam sông Litani. Cảnh báo này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới, ông nói. Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp và sẽ được The Sun Post cập nhật nhanh nhất trong các bản tin tiếp theo. Quân đội Ukraine đã thành công trong việc đẩy lùi cuộc tấn công bằng xe máy của Nga gần Orikovo Vasilivka thuộc hướng Bakhmut nhờ vào khả năng phát hiện sớm và phản công kịp thời. Lữ đoàn cơ giới số 30 của lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo rằng cuộc tấn công của Nga được thực hiện bằng xe máy đã bị pháo binh Ukraine phản ứng nhanh chóng, tiêu diệt phần lớn lực lượng địch trước khi chúng có thể tiếp cận được chiến hào. Theo thông tin từ kênh Telegram chính thức của lữ đoàn, quân đội Nga đã sử dụng từ 10 đến 14 chiếc xe máy để tấn công. Tuy nhiên, 8 chiếc trong số đó đã bị phá hủy cùng với các tay lái trước khi có thể tiến gần đến vị trí của quân phòng thủ Ukraine những binh sĩ còn sống sót đã không thể chịu đựng nổi hỏa lực mạnh mẽ từ lực lượng Ukraine và buộc phải rút lui. Cuộc tấn công của Nga đã bị phát hiện và sớm nhờ vào các thiết bị trinh sát trên không của Ukraine. Sau khi phát hiện được nhóm xe máy đang tiếp cận, pháo binh Ukraine đã ngay lập tức khai hỏa, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho quân địch. Video từ hiện trường cho thấy nhiều chiếc xe máy đã bị phá hủy ngay khi tiếp cận vị trí, mặc dù một số đã đến gần được chiến hào của quân phòng thủ. Tuy nhiên do sức ép từ hỏa lực Ukraine, các binh sĩ tấn công không thể tiếp tục và đã phải tháo chạy. Chiến thuật sử dụng xe máy trong các cuộc tấn công đã trở nên phổ biến với quân đội Nga trong thời gian gần đây nhờ vào tốc độ và khả năng cơ động, xe máy giúp lực lượng Nga nhanh chóng tiếp cận các vị trí phòng thủ của Ukraine, đồng thời tránh được một số loại vũ khí tấn công như ron và đạn dược truyền thống. Tuy nhiên nếu bị phát hiện trước các đội tấn công bằng xe máy thường phải đối mặt với tổn thất nặng nề như trong trường hợp cuộc tấn công tại Orikhovo và Sylivka. Cuộc tấn công thất bại này đã cho thấy rõ sự hiệu quả trong chiến thuật phòng thủ của quân đội Ukraine. Việc phá hủy một số lượng lớn xe máy và tiêu diệt nhiều binh sĩ địch đã giúp củng cố thêm sức mạnh của quân phòng thủ tại các vị trí chiến lược. Đây cũng là bằng chứng cho thấy dù có tốc độ và sự cơ động, các cuộc tấn công bằng xe máy không thể vượt qua được hỏa lực và chiến thuật phòng thủ chắc chắn của Ukraine. Sự thất bại này càng làm suy yếu thêm tinh thần và khả năng chiến đấu của quân đội Nga trong bối cảnh cuộc chiến tại Bắc Mút tiếp tục leo thang. Trong một diễn biến đáng chú ý, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào trung tâm thành phố Kherson, gây ra thương vong cho dân thường. Theo thông tin từ Alexander Prokudin, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kherson, cuộc tấn công đã nhắm vào chợ trung tâm của Kherson, nơi nhiều người dân địa phương đang mua bán hàng hóa vào buổi sáng. Hiện tại có ít nhất 8 người bị thương, trong đó 5 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và đang được các bác sĩ theo dõi và chăm sóc. Trong 24 giờ qua, có tới 24 khu dân cư thuộc tỉnh Kherson, bao gồm cả thành phố Kherson, đã phải chịu các cuộc tấn công của lực lượng Nga. Tổng cộng có 17 người bị thương trong các cuộc tấn công này. Lực lượng Nga tiếp tục sử dụng hỏa tiễn, máy bay không người lái và hệ thống pháo phản lực để tấn công các khu vực dân cư của Ukraine. Mặc dù các cuộc tấn công liên tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng, bệnh viện, trường học và chợ, phía Nga vẫn phủ nhận việc tấn công có chủ ý vào các mục tiêu dân sự. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine và các tổ chức quốc tế đã lên án các cuộc tấn công này là tội ác chiến tranh, chỉ rõ tính chất có hệ thống và cố ý của những hành động này. Trước đó, Kherson và các khu vực ngoại ô cũng đã phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công kéo dài từ quân đội Nga, khiến ít nhất một phụ nữ thiệt mạng và 10 người khác bị thương, bao gồm cả trẻ em. Sự chiếm đóng của lực lượng Nga tại khu vực bờ trái sông Dnipro ở Kherson được coi là một dự án không bền vững chỉ duy trì được nhờ vào hậu cần, nhưng điều này cũng không thể kéo dài mãi mãi. Trong bối cảnh chiến sự căng thẳng, chính quyền Ukraine đang nỗ lực đối phó và bảo vệ thường dân khỏi những cuộc tấn công không ngừng này. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 9, một tòa án tại Nga đã tuyên án công dân Mỹ Stephen James Hubbard với cáo buộc tham gia chiến đấu cho Ukraine dưới hình thức lính đánh thuê. Đây là một vụ án đặc biệt thu hút sự quan tâm của công chúng, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về vai trò của các cá nhân nước ngoài trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, Hubert, 72 tuổi, đã thừa nhận tội danh này tại tòa án Moscow. Trong phiên xét xử, ông đã thừa nhận rằng mình đã nhận tiền để tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại Nga. Vâng, tôi nhất trí với bản cáo trạng, ông Hubert phát biểu tại tòa. Công dân Mỹ này đã bị giam giữ trong vòng 6 tháng trước khi phiên xét xử diễn ra vào tuần trước. Nếu bị kết tội, Hubert có thể phải đối mặt với án tù từ 7 đến 15 năm, một mức án nặng cho các hoạt động lính đánh thuê, theo luật pháp Nga. Bên công tố cáo buộc rằng, Hubert đã ký hợp đồng với một đơn vị phòng thủ lãnh thổ của Ukraine tại thành phố Izium, một khu vực nóng bỏng tại miền trung Ukraine khi chiến tranh nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Cùng tổ viên cho biết, Hubert được cam kết trả 1.000 Mỹ Kim mỗi tháng, đồng thời được cung cấp đào tạo, vũ khí và đạn dược để tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 4 năm 2022, ông đã bị lực lượng Nga bắt giữ trong một cuộc đối đầu tại khu vực này. Đáng chú ý, Stephen James Hubert không phải là một người lính chuyên nghiệp. Ông đến từ bang Michigan và từng làm giáo viên dạy tiếng Anh ở nước ngoài trong nhiều thập niên. Theo lời chị gái ông, bà Patricia Fox, Hubach không có hứng thú với việc tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào cả. Trả lời phỏng vấn của Reuters, bà Fox khẳng định rằng Hubach không phải là lính đánh thuê chưa cáo buộc của phía Nga. Bà cũng cho biết, ông Hubach đã chuyển đến Ukraine từ năm 2014, sống cùng với một người phụ nữ tại đây và dựa vào khoản lương hưu nhỏ để sinh sống. Vụ án của Stephen James Hubach đã thu hút sự chú ý đặc biệt không chỉ bởi nguồn gốc của bị cáo mà còn bởi tình hình phức tạp của cuộc chiến tại Ukraine. Trong bối cảnh chiến tranh này, vai trò của các cá nhân nước ngoài trở thành một vấn đề gây tranh cãi và tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Một sự kiện gây chấn động vừa xảy ra tại Chashivya, Ukraine, khi một chỉ huy tiểu đoàn Nga bị tiêu diệt trong lúc phát sóng trực tiếp. Sự việc này đã nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng ủng hộ quân đội Nga, đồng thời làm dấy lên những tranh cãi gây gắt về vai trò của truyền thông trong chiến tranh. Theo thông tin từ kênh Ukraine 365, chỉ huy tiểu đoàn Evgeny Smirnov còn được biết đến với biệt danh Ermak đã bị lực lượng Ukraine tiêu diệt vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. Thời điểm đó, Smirnov đang điều khiển một chiếc xe ATV cùng với nhà báo tuyên truyền Nga là Kulaga trong một buổi tham quan chiến trường Yashivya nhằm ghi lại hình ảnh và quay phim cho truyền thông Nga. Sự kiện này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng bỏng khi cả Nga và Ukraine đều xác nhận vụ việc. Nguồn tin từ phía Nga cho biết, khi Smirnov và Kulaga di chuyển trên xe ATV, lực lượng Ukraine đã tấn công họ bằng 8 máy bay không người lái. Vụ tấn công khiến chỉ huy Smirnov tử vong ngay tại chỗ, trong khi nhà báo Kulaga chỉ bị thương nhẹ. Ngay sau sự việc, phản ứng từ các nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng quân đội và truyền thông Nga đã lan tỏa mạnh mẽ. Một trong những phản ứng nổi bật đến từ Yevgeny Guzenko, một phóng viên chiến trường Nga được biết đến với biệt danh thứ 13. Trên mạng xã hội, Guzenko đã chỉ trích gây gắt sự kiện này, cho rằng các phương tiện truyền thông tuyên truyền Nga đã ép buộc chỉ huy Smirnov phải tham gia chuyến tham quan nguy hiểm chỉ để lấy những thước phim ấn tượng cho công chúng Nga. Guzenko cũng không giấu sự phẫn nộ đối với nhà báo Kulaga theo Guzenko, sau sự việc, Kulaga đã tập trung nói về câu chuyện của chính mình mà không hề nhắc đến cái chết của chỉ huy Smirnov. Guzenko còn đăng kèm hình ảnh Kulaga nằm trong bệnh viện với lời lẽ chỉ trích nặng nề về thái độ của anh ta sau sự kiện đau lòng này. Sự kiện tại Tsarskoye không chỉ gây chấn động với cái chết của một chỉ huy cấp cao Nga mà còn làm nổi lên tranh cãi về vai trò của truyền thông trong chiến tranh. Nhiều ý kiến cho rằng, đưa các nhân vật quân sự cấp cao vào những hoạt động tuyên truyền mạo hiểm có thể đẩy họ vào những tình thế nguy hiểm không cần thiết. Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc, nhưng tình hình tại khu vực Trasivya vẫn đang được theo dõi sát sao. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo